Có 4 nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước tại thủ đô Hà Nội dẫn đến chất lượng nước ngày càng xuống cấp. Đó là một trong những ý kiến được đưa ra tại hội thảo thân thiện với môi trường thủ đô nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học và Ngày Môi trường Thế giới năm 2017, tổ chức ngày hôm qua, ngày 9 tháng 5 tại Hà Nội. Theo số lượng thống kê, tổng lượng nước thải tại thủ đô Hà Nội vào khoảng 0,9 đến 1 triệu mét khối một ngày đêm. Trong đó có 4 nguồn thải chính: nước thải sinh hoạt đô thị, nước thải bệnh viện, nước thải khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề và nước thải chăn nuôi. Hiện nay tại Hà Nội, nước thải sinh hoạt đô thị khoảng 750.000 mét khối một ngày đêm và hiện có trên 150 khu đô thị mới. Tuy nhiên, rất nhiều khu đô thị không có trạm xử lý nước thải hoặc không xử lý qua hệ thống bể tự hoại mà xả thẳng vào hệ thống thoát nước chung của thành phố. Để giải quyết vấn đề nước thải, toàn thành phố xây dựng khoảng 7 nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế 296.500 m3 một ngày đêm, nhưng thực tế chỉ đạt 55% công suất.